tổng kết đại hội đảng cấp cơ sở, Hậu Giang rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Lãnh đạo ngành y tế giải thích nguyên nhân và hướng khắc phục vụ việc gần 200 sinh viên Đại học Y Dược bỗng dưng nợ học phí. Gặp gỡ tỷ phú qua cảnh, khởi nghiệp từ 4 triệu đồng trong tiết mục Hương Thơm Giữa Đời. Quý vị và các bạn vừa điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự tối của truyền hình Hậu Giang thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2015. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Hậu Giang cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đánh giá tại hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng nay dưới sự chủ trì của ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tất cả các khâu tổ chức đại hội đều đảm bảo theo quy định của Trung ương, trong đó nổi bật là tỷ lệ nữ, trẻ đều đạt kế hoạch đề ra. Đại hội đảng cấp cơ sở của tỉnh được bắt đầu từ tháng 4. Đến nay có 456 trong tổng số 471 chi đảng bộ tổ chức xong. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban xây dựng đảng, hầu hết các chi đảng bộ đều có sự đầu tư chuẩn bị khá tốt các nội dung, gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và nhân sự. Các tổ chức cơ sở đảng khi tiến hành và thực hiện đầy đủ 4 nội dung đại hội theo chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Tỷ lệ nữ đạt trên 16%, trẻ hơn 24%, dân tộc thiểu số chiếm hơn 1%, trình độ đại học gần 76%, cao cấp chính trị trên 31%. Thì báo cáo các đồng chí thì có nơi đó thì đóng góp nó xây dựng nghị quyết của mình, thì đề ra những cái ưu điểm trong nhiệm kỳ qua làm nổi bật cái gì trên lĩnh vực đó và hạn chế cái gì và hướng tới làm sao thì nói chung là còn chung chung. Có những nơi đó thì cái báo cáo chính trị viết có 16-17 trang thôi, nhưng mà cái tham luận là đóng góp đó thì tới 8-9 trang, viết quá dài mà không vào trọng tâm. Về công tác nhân sự tại các chi đảng bộ cấp cơ sở cũng tồn tại những mặt hạn chế nhất định, như chuẩn bị nhân sự chưa kỹ, chưa giải quyết dứt điểm những vấn đề có liên quan đến uy tín nhân sự. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ trước sau chưa phù hợp nên dẫn đến một số chức danh chủ chốt không trúng cử, bầu cử cấp ủy khóa mới không đạt như dự kiến. Là công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên chưa chặt, còn chủ quan, thiếu sâu sát, vai trò tham mưu cho thường trực chỉ đạo của các ban xây dựng đảng chưa tốt, bản thân đồng chí tái cử trong phong cách lãnh đạo còn thiếu kinh nghiệm, chưa nắm chặt tình hình diễn biến tại đơn vị. Về khách quan, có một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tính đoàn kết xây dựng và có biểu hiện lợi ích nhóm. Tại hội nghị, ngoài tham luận nhìn nhận thẳng thắn những thành công hạn chế của đại hội đảng cấp cơ sở thì những kinh nghiệm cũng được các đơn vị chia sẻ. Mặc dù còn những hạn chế nhất định trong công tác nhân sự, nhưng huyện Dịch Hủy được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác đại hội đảng cấp cơ sở. Điều này đã và đang được huyện vận dụng chuẩn bị cho đại hội đảng bộ điểm cấp huyện của tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 24, 25 và 26 tháng 6 tới đây. Thì trên cơ sở của từng đảng bộ của xã thì chúng tôi đã phân công các đồng chí thường vụ rồi. Như vậy thì các đồng chí thường vụ còn lại thì các đồng chí phải có trách nhiệm là tham dự đại hội của các chi bộ trực thuộc, mời là các cái đảng bộ đó lên thông qua văn kiện, thông qua rất nhiều lần tại thường vụ ủy. Thì trong mỗi đảng bộ chúng tôi có một ban thường, có một đồng chí thường vụ phụ trách ở các xã, thì tôi giao cho đồng chí thường vụ ở dưới đó là các đồng chí cùng với các đồng chí trong ban thường vụ cấp xã là các đồng chí sẽ lựa chọn và cơ cấu ban chấp hành nhiệm kỳ tới. Qua phát biểu của các đồng chí bí thư các huyện thị thành phố thì các đồng chí thấy rằng những cái việc cụ thể ở đây mà chúng ta cần quan tâm ở đây để làm gì, mà tỉnh ủy biết được cái chuyện này để cái đại hội tới này nè của cấp huyện và cấp tỉnh chúng ta có cái lãnh đạo chúng ta xử lý. Chúng ta uống nắng, chúng ta rút ra được cái gì ở đại hội của cơ sở. Hiện nay còn lại 2 đơn vị là các chi đảng bộ thuộc đảng ủy khối các cơ quan, đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh
dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 23 tháng 6 tới. Song song đó, tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiêu chuẩn nhân sự tham gia các cấp. Một số thông tin khác, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2015, sáng nay, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh đã tổ chức meeting với chủ đề Cộng đồng cùng hành động phòng chống sốt xuất huyết. Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và giảm bớt sự lan truyền bệnh. Sau lễ meeting, đoàn xe mang băng rôn khẩu hiệu đã tuyên truyền trên một số tuyến đường nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Hậu Giang, kể từ tháng 1 đến hết tháng 5, trên địa bàn tỉnh có 31 ca sốt xuất huyết, trong đó Phụng Hiệp, Ngã Bảy là hai địa phương có số ca mắc nhiều nhất, 21 ca. Thưa quý vị và các bạn, trên các phương tiện truyền thông vừa qua có phản ánh việc gần 200 sinh viên của tỉnh Hậu Giang được Sở Y tế giới thiệu đi học ngành y dược với cam kết hỗ trợ 100% tiền học phí để sau khi ra trường trở về phục vụ quê hương. Tuy nhiên, học đến 3/4 chặng đường thì nhiều bạn bị nhà trường thông báo nợ học phí, có trường hợp lên đến cả 100 triệu đồng. Trước dư luận trên, trao đổi với chúng tôi trong chiều nay, ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã giải thích rõ nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục vụ việc. Thưa ông, dư luận hiện nay đang đặc biệt quan tâm về việc 183 sinh viên của tỉnh Hậu Giang theo học ngành y dược của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với hình thức là đào tạo theo địa chỉ sử dụng và hiện là đang nợ học phí gần 8 tỷ đồng. Được biết thì nguyên nhân là do tỉnh không tiếp tục hỗ trợ kinh phí nữa. Như vậy thì ông có thể cho biết lý do vì sao là như thế? Thực hiện theo cái chủ trương mà đào tạo theo địa chỉ sử dụng đối với ngành y và dược thì chúng tôi thực hiện theo cái công văn số 6187 của Bộ Y tế ban hành vào năm 2008. Thì trong đó thì Hậu Giang bắt đầu thực hiện đào tạo theo địa chỉ sử dụng từ năm học 2009-2010. Thì trong quyết định ban tỉnh cử đi học thì có nêu cái điều 2 có nêu rõ là giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ là quản lý danh sách học viên và phân công ra trường, đồng thời là bố trí kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Thì thực hiện theo quyết định này thì lúc đó thì đối với Hậu Giang là chúng ta được hưởng cái dự án hỗ trợ y tế đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có một phần là cho cái đào tạo cán bộ y tế. Và sau đó thì tới năm 2010 thì cái dự án này kết thúc và tỉnh thì cũng tiếp tục là hỗ trợ cho các em. Nhưng mà do theo cái quy định mới của chính phủ về cái học phí đối với là công chức viên chức thì ngân sách tỉnh chỉ chi được là chi cho cái phạm vi là cái công chức viên chức nhà nước mà không có chi được cho sinh viên hệ chính quy, đặc biệt nhất là cái chính quy đào tạo theo chỉ tiêu. Dù trước đó là chúng tôi cũng có cái lãnh đạo sở cũng có hứa là theo cái tinh thần như thế thì hoàn toàn là cái này là về chính sách là chúng tôi thực hiện đúng chủ trương của bộ và cái quyết định của tỉnh. Đây là cái khó khăn, tỉnh cũng tiếp tục tranh thủ kiếm nguồn nhưng mà quả thật là cũng không thể chi được là do cái cơ chế tài chính và quy định của chính phủ như thế. Vừa qua thì Sở Y tế Hậu Giang đã có cuộc họp với các gia đình sinh viên để mà tháo gỡ về chứng mắc này. Như vậy thì trong cuộc họp Sở đã có hướng giải quyết như thế nào thưa ông? Căn cứ theo quy định chính phủ. Và quy định chính phủ thì thực hiện theo quy định 49 về cái kinh phí đào tạo cho các trường đại học trong cả nước. Trong đó quy định rõ là cái mức mà đào tạo, kinh phí mà đào tạo đại học năm 2015 là 8 triệu đồng cho một sinh viên đại học y và dược. Các em mà được trúng tuyển từ năm 2009 đến 2014, nghĩa là sẽ ra trường vào 2015 đến 2020, thì gồm có danh sách là 183 em, thì sẽ được hưởng theo cái chế độ này. Và cái cách chi thì thay vì là chi hàng năm, Hội đồng Nhân dân cũng biết là thôi giờ không chi năm nữa mà chi chọn gói, khi các em ra trường thì sẽ chi theo định mức hiện hành của năm cuối nhân cho cái hệ số năm học các em. Thí dụ như y khoa, năm nay ra trường là 2015 thì cái mức năm nay là 8 triệu thì cái hệ số y khoa là 6 năm thì 6 lần 8 là 48 triệu và dựa với điều kiện là khi ra trường được bố trí công tác thì mới thực hiện. Được biết trong số sinh viên đang nợ học phí thì một số có hoàn cảnh rất khó khăn, như vậy thì Sở có những cái chính sách ưu tiên nào để mà giải quyết cho những trường hợp này trước thưa ông? Hợp này thì hiện tại bây giờ là còn có 4 trường hợp, trong đó là có 2 y và 2 dược. Với số tiền mà nhà nước xin đứng nhà nước là 144 triệu
còn lại gia đình phải bỏ ra là 204 triệu. Đây là vấn đề khó mà gia đình không hiểu được. Thì vấn đề này thì chúng tôi cũng có kiến nghị với an tỉnh là nên có cái chỉ đạo và coi kiến gì đối với ngân hàng chính sách xã hội của tỉnh, để cho các em là có cái cách nào đó để gia đình tiếp cận được cái vay trong điều kiện khó khăn. Thì phía ngân hàng chính sách thì các anh để các anh xem xét rồi xin ý kiến tiếp. Vì phía góc độ của ngành y tế thì chúng tôi có đã làm hết cái khả năng của mình và sẽ tranh thủ được với tỉnh với chừng ấy tiền, còn lại chắc là bà con phải tự lực. Riêng cái khó khăn của bà con thì chúng tôi đặc biệt là rất là chia sẻ. Tôi mong rằng là những kiến nghị của Sở Y tế sẽ được Ủy ban nhân tỉnh rồi các cấp các ngành xem xét để mình giải quyết. Dân, cảm ơn ông qua những thông tin trao đổi vừa rồi. Qua cuộc trao đổi vừa rồi, chúng ta thấy rằng việc chưa kịp thời hỗ trợ học phí cho sinh viên theo thỏa thuận ban đầu của tỉnh Hậu Giang là bất khả kháng vì nguồn kinh phí tài trợ từ dự án y tế đồng bằng sông Cửu Long đã không còn. Tuy nhiên, hướng giải quyết mà Sở Y tế Hậu Giang đưa ra cho thấy trách nhiệm và nỗ lực của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho sinh viên. Với những lời cam kết mà đại diện ngành y tế nêu ra, các em có thể phần nào an tâm hoàn thành việc học. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, Chợ đêm Trường Đông A, sức sống mới từ một vùng quê đang chuyển mình. Tiết mục Hương thơm giữa đời, gặp gỡ tỷ phú qua cảnh, khởi nghiệp từ 4 triệu đồng. Liên quan đến vụ lúa hè thu, thông tin từ các địa phương cho thấy do ảnh hưởng của thời tiết những ngày qua đã khiến giá lúa giảm từ 100 đến 300 đồng một ký. Tại Vị Thanh, lúa hạt tròn đang được thương lái mua từ 4.000 đến 4.100 đồng một ký, lúa hạt dài từ 4.200 đến 4.600 đồng một ký. Khác với mọi năm, tuy giá lúa có giảm nhẹ nhưng thương lái thu mua rất đông nên chưa có tình trạng nông dân không bán được lúa. Ngoài ra, do có sự cạnh tranh nên giá công cắt cũng ở mức từ 280 đến 300 ngàn đồng một công. Riêng tại huyện Châu Thành A, nông dân đã thu hoạch gần 4.000 trên 8.600 hectare lúa hè thu. Ngoài giá giảm từ 200 đến 300 đồng một ký, lúa bị đổ ngã cũng làm tăng chi phí thu hoạch của bà con thêm 50.000 đồng một công. Thưa quý vị và các bạn, nếu như chợ đêm không còn xa lạ khi hiện hữu giữa những thành phố lớn, thì tại những vùng quê, sự ra đời của nó cho thấy sức chuyển mình quan trọng trong cuộc sống của người dân. Tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới cũng đã hình thành một khu chợ đêm hết sức tấp nập. Đặc biệt tại đây còn có nhiều điều hấp dẫn hơn mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng phóng viên thời sự khám phá ngay bây giờ. Khu chợ đêm này được hình thành gần một năm nay, thu hút gần 20 tiểu thương, buôn bán chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu với giá cả phù hợp. Chính vì vậy, không khí mua bán ở đây rất tấp nập. Điều này đã khơi dậy sức sống mới của một vùng quê. Ban đầu người ta mới mở, nó rủ chị em đi đâu. Nhưng mà tới khi chị đi thử được 2 lần, người ta kêu đi thử thôi. Rồi sau lại nếu đi được thì đi không được thôi. Chị thấy vui đó, chị không bỏ luôn. Trong cái tới tuần là đi đó. Và cái đời sống thì nói nào ngay nó cũng thoải mái. Thì như thấy hàng tuần thì người ta cũng đi đông đủ dữ lắm. Cũng như hồi xưa thì tiền bạc nó thiếu kém hơn giờ. Bây giờ thì thoải mái rồi. Thì về phía ủy ban chỉ đạo cho lực lượng công an phối hợp với xã đội là tuần tra hàng đêm. Rồi đảm bảo tại cái điểm mua bán này, đảm bảo an ninh trật tự cho bà con mua bán. Từ đó thì sẽ hình thành một cái khu vực thương mại dịch vụ mua bán tại xã Trường Long A. Và mở rộng cái chợ Trường Long A đảm bảo theo cái tiêu chí nông thôn mới. Trước đây Trường Long A là xã vùng sâu nằm ở phía bắc Xà No của huyện Châu Thành A. Sau thời gian đầu tư xây dựng, giao thông nối liền, đời sống kinh tế của người dân có nhiều thay đổi. Đặc biệt với khu chợ đêm vừa hình thành càng minh chứng cho bước chuyển mình của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, mỗi người lựa chọn những cách thích ứng khác nhau trước khó khăn, thử thách. Có người lo lắng khi phải đối mặt, cũng có những người nhẹ nhàng xem đó là chất xúc tác mà phấn đấu vươn lên. Với cách nghĩ tích cực, nhân vật mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn theo dõi qua phóng sự sau chắc hẳn sẽ để lại bài học chiêm nghiệm trong mỗi chúng ta. Đã hơn 20 năm,
chiếc xe đạp và bộ đồ nghề hớt tóc này đã hư hỏng theo thời gian. Nhưng đối với anh Hồ Quang Tâm, đây là tài sản quý được anh cất giữ cẩn thận. Hoàn cảnh khó khăn, lại là anh lớn trong gia đình có 9 anh em. Học hết lớp 6, anh Tâm phải nghỉ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh có thể làm bất cứ nghề gì, từ hớt tóc, bơm ga, sửa hộp quẹt, cho đến khi bén duyên với cái nghề trồng hoa kiển. Anh đi tới đâu, thì ví dụ như gặp người ta chặt những cái bông giấy, ta dọc về cắt, gắm, lên thì chỉ nhận giống tiếp. Rồi tới năm 2002 á, là lúc đó là anh có được vay vốn của cái hãng sách là 4 triệu. Cho nên là cái 4 triệu đó thì anh cũng có đầu tư vô mấy cây giống và trồng trên diện tích là 1.000 mét vuông đất. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, lại ít vốn, cây cối mua về trồng thường xuyên bị chết. Không nản lòng, anh quyết định sang Vĩnh Long, Bến Tre để học nghề. Dần dà 3 năm sau đó, anh bắt đầu bán được 300 cây kiển đầu tiên, rồi tích góp thuê mặt bằng gần chợ Kinh Cùng để phát triển kinh doanh. Đến tháng 7 năm 2014, Hợp tác xã giống nông nghiệp Hoa Cảnh Quang Tâm Dư ra đời với 7 thành viên, vốn điều lệ 300 triệu đồng. Cái tâm huyết, cái hồi đó giờ anh thì hôm nay là anh đã đạt được thành tựu thật. Một bây giờ là mới được cái có được bước tiến triển, đỡ trước. Thì chỗ đó mà muốn cho các anh em ở địa phương, những thanh niên á mà ở địa phương nhàn rỗi thì tới đây á, thì rảnh rỗi thì có nghĩa là thành viên hợp tác xã anh thì anh đưa đi học đào tạo đó. Còn những anh em mà ở địa phương mà vô làm anh thì những cái ban đầu nhỏ nhỏ anh có kinh nghiệm anh dạy được bao nhiêu thì anh truyền lại cho anh em làm hết bao nhiêu. Thứ nhất là để có một cái nghề trang trải công việc để mà nuôi gia đình. Lúc đó cuộc sống rất là khó khăn, nó nhờ anh Tâm ở đây dưới hợp tác xã nè, rồi lên đây làm cho anh Tâm thu nhập của mình là mỗi tháng là khoảng từ 3 đến 4 triệu. Rất là cuộc sống gia đình hiện giờ là cũng ổn định rồi, rất là ổn định hơn lúc trước nhiều. Hiện tại, số tài sản của các thành viên ở hợp tác xã của anh Tâm có trên 60.000 chậu hoa cảnh, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Sự thành công đó không chỉ xuất phát từ niềm đam mê, mà còn ở nhiệt tâm của anh khi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng làm giàu, phát triển cuộc sống như mình. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 17 tháng 6 tới đây, lúc 19:30 phút, chúng tôi sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tổng kết và trao giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ 11 năm 2015. Để phục vụ cho buổi lễ, chương trình thời sự tối sẽ được chuyển khung giờ phát sóng bắt đầu lúc 19 giờ. Mong quý vị thông cảm và đón theo dõi. Còn bây giờ, chương trình thời sự tối thứ hai của truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.